Đây là tập mới nhất của bộ truyện Thiên Khải Bại Gia. Xin các bạn hãy cho bọn mình một like, một đăng ký nhé. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Tập trước kể tới đoạn báo ca đã đi tới núi Himalaya để test thử đôi mắt vô địch trùng đồng của mình. Và sau một tiếng nổ vang trời, thì bỗng dưng ngọn núi cao sừng sững chỉ còn lại một khúc ngắn ngủn. Khi chứng kiến được cảnh này thì báo ca cũng đứng hình luôn. Nhưng vì Chu lão không biết chuyện gì đang xảy ra nên ông cứ không ngừng tiến tới để tra hỏi, "Báo à, ngươi làm cái gì mà chớp chớp mắt hoài vậy? Bộ ngươi bị bệnh đau mắt hột hả gì? Nếu thật vậy thì nhớ mua kính dâm đeo vào nha, bằng không lây qua ta thì tới lúc đó ta khỏi đá lông nhau với mấy cô em đẹp gái luôn đó chu lão ông không thấy chuyện gì đang xảy ra hay sao mà lại hỏi ta câu đó hả ông hãy nhìn qua ngọn núi bên kia là sẽ hiểu tại sao ta nháy mắt liên tục với cái gợi ý này thì chu lão cũng liền đảo mắt qua xem thử nhưng không xem thì thôi xem rồi mới hú hồn chim én ui chu cha má ơi lúc trước ở đây ta thấy có một ngọn núi mà vì lẽ gì mà hiện tại cả cái nịch cũng không còn vậy này chẳng lẽ núi ở đây biết tự di chuyển à và khi nhớ lại ngọn núi không thể nào di chuyển được thì bây giờ ổng mới há hốc mồm trời đất ơi chẳng lẽ ngọn núi này do thằng báo thủ đánh nát hay sao vì nếu không phải nó thì ai đâu mà có thể chơi ngu được tới như vậy nhưng trong lúc ổng vẫn còn đang hú hồn ngon lành thì bất ngờ báo ca lại lấy ra thị huyết vạn hồn phiên để cho ông ta lấy mắt chu lão à ông trước tiên không cần để ý đến nguyên nhân tại sao ngọn núi biến mất mà ông hãy lại xem thử cái cờ của ta có xịn sò hay không ta cũng không giấu gì ông lá cờ này chính là linh khí có thể phát triển nếu sau này chúng ta phi thăng lên tiên giới thì nó sẽ có khả năng tiến cấp thành thánh linh khí luôn đó ông thấy có ghê chưa nếu ghê thì ồ một tiếng cho ta biết nhé chu lão nghe vậy thì cũng ồ lên một tiếng nhưng sau đó ông cũng không quên đính chính báo à ta công nhận rằng thị huyết vạn hồn phiên này vô cùng bá đạo nhưng nếu ngươi sử dụng nó chẳng phải ngươi sẽ trở thành tà tu hay sao nếu thật vậy thì khổ cho bà con cô bác ở lân cận lắm vì bình thường ngươi báo không người ta đã thấy mẹ rồi bây giờ ngươi mà chuyển qua chơi làm tà tu nữa thì huyền thiên đại lục cả cái nịch cũng không còn nhé và cũng vì hiểu được nỗi lo của chu lão nên báo ca đã vội vàng đính chính he he ông đừng có bận tâm vì ta đây cũng đâu có muốn sử dụng ngược lại ta muốn ông sở hữu cái này vì có nó trong tay ông sẽ trở nên vô cùng bá đạo nhưng ông cũng cứ yên tâm đi mỗi linh hồn ác linh ở đây đều là đại ma đầu từng giết hàng trăm tỷ sinh linh nên ông cứ mặc sức mà sử dụng không cần thấy tội lỗi chỉ là mỗi ngày ông phải dùng máu tươi của bản thân nuôi dưỡng nó mới được vì chỉ khi nó hấp thụ được máu tươi thì bọn chúng mới càng trở nên mạnh mẽ có điều trước khi hiến máu cho bọn nó thì ông phải đi xét nghiệm lại nha vì nếu máu có nhiễm sida thì bọn chúng không có hút chu lão mặc dù không biết sida là cái giống gì nhưng những linh hồn ở trong lá cờ này đều là kẻ đại giang đại ác nên ông cũng không còn bận tâm nữa và quyết định nhận lấy lá cờ sau khi tặng lá cờ cho ổng xong thì báo ca liền quyết định nói lời từ biệt ông cứ về tông môn trước đi ta phải đi ra ngoài bay lắc một chút tới lúc về sẵn tiện ta kiếm thêm vài vị trưởng lão cho ông làm bạn nhé nói xong thì báo ca cũng liền rời đi bây giờ đây ở thiên dương tông khứa tông chủ đang không ngừng chém gió sự kiện tông môn bí cảnh các ngươi đã thu xếp ổn thỏa hết chưa kính thưa tông chủ bọn ta đã sắp xếp xong hết rồi đảm bảo khi bí cảnh vừa được mở ra thì tất cả tài nguyên tu luyện chúng ta sẽ đều tịch thu lại hết rồi sau đó đưa đến động trấn ma một cách thầm lặng thế nên dù người tham gia có đông tới cỡ nào đi chăng nữa thì bọn họ cũng chẳng được cái khỉ gì đâu ha 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 các ngươi làm tốt lắm kế hoạch hàng trăm năm nay của chúng ta cuối cùng cũng đến lúc hoàn thành rồi chỉ cần một khi thiên ma lão tổ phá vỡ phong ấn thì tất cả các tông môn còn lại của huyền thiên đại lục bắt buộc phải thuần phục thiên vương tông chúng ta bằng không thì chỉ có con đường chết nghĩ tới đây thôi sao mà ta vui quá trời quá đất luôn hài xem ra vị thiên ma lão tổ này sắp phải ăn hành ngập mùn nữa rồi quay lại chỗ của báo ca bây giờ diệp nhất đã dùng sức mạnh thần sầu của mình để mở ra thông đạo đưa báo ca đi vào trong bí cảnh Ngô chủ à, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành rồi nên tạm thời thuộc hạ sẽ rút lui trước. Nếu Ngô chủ có cần cứ hú một tiếng là ta sẽ đến. Ok, ngươi cứ đi trước đi, khi nào có cần ta sẽ gọi. Dặn dạ dò thằng Đệ xong thì Báo Ca cũng thầm cảm thán, rõ ràng nơi này là cái sơn động mà vì lẽ gì hắn lại đưa ta tới đây cơ chứ? Chẳng lẽ hắn muốn ta tham gia trò chơi sinh tồn trong hang động hay sao? Lúc Báo Ca vừa nghĩ tới đây thì bất ngờ hệ thống đã hiện lên thông báo, sản phẩm bại ra của ngày hôm nay chính là 200 cái hồn linh cầu. Ồ, oh, cuối cùng hệ thống cũng chịu đổi qua sản phẩm mới rồi à nhưng ngươi có thể cho ta biết công dụng cụ thể của cái thứ này được không hả ok nha túc chủ cái hồn linh cầu này ẩn chứa linh hồn lực cực kỳ thuần khiết nó là vật phẩm do cường giả chuyên tu thần hồn tạo ra thế nên nó vô cùng đặc biệt hệ thống mong túc chủ hãy sử dụng nó một cách thật thú vị nhé nhưng trước khi sử dụng hệ thống cũng phải nhắc nhở túc chủ thêm một chuyện đó là công kích thần hồn do hồn tu luyện ra cực kỳ bá đạo có thể bạo phát ra công kích cực kỳ khủng bố thế nên nếu có gặp phải thì túc chủ cũng nên cẩn thận nhưng nói đi thì cũng phải nói lại để luyện được linh hồn công kích thì cực kỳ khó khăn và vấn đề cuối cùng hệ thống cần nhắc nhở chính là hồn linh cầu này vô cùng quan trọng đối với luyện khí sư luyện đan sư phù chú sư và trận pháp sư à mà còn vấn đề này nữa có điều khi nghe tới đây thì báo ca đã không thể nào kiềm chế được nên liền quát hệ thống ngươi im đi ngươi lại nhảy nãy giờ không phải là vì muốn ta đi vào trong hang động này kích hoạt nhiệm vụ ẩn hay sao thế nên ngươi không cần lại nhảy nữa đâu ta sẽ đi vào trong là được chứ gì he he túc chủ thật là quá thông minh nhưng hãy để cho hệ thống nhắc nhở một lần cuối nữa nhé đó chính là hệ thống đã tra được có luồng sức mạnh dị thường chuẩn bị xâm nhập vào thần hồn của túc chủ Thế nên hệ thống quyết định tự động bật tính năng ngăn cản công kích. Báo ca nghe vậy thì cũng vô cùng bất ngờ, có người dám tra xét thần hồn mình à? Nhưng hệ thống này cũng quá trâu bò rồi. Không chỉ cho toàn đồ tốt mà vào thời khắc quyết định, nó còn tự động giúp ta tự vệ, ta yêu nó chết mất thôi. Trong lúc báo ca đang hưng phấn thì ở chỗ gần đó có một người đang không ngừng đếm số hồn tinh cầu mà mình có được. Và khi con số đếm tới 200 thì hắn cũng đã ngừng lại không đếm nữa. Ta đây bị phong ấn ở chỗ này 200 năm rồi, ta thật là buồn quá đi. Nhưng dù ta bị phong ấn ở đây cũng không hẳn là không tốt trong khoảng thời gian này ta đã luyện ra được 200 viên hồn tinh cầu rồi. Nếu một ngày nào đó ta thoát được nơi này thì với số lượng hồn tinh cầu mà ta có thì nhất định có thể đứng trên tất cả. Và người nói ra lời này không ai khác chính là Tiêu Trần, và ông cũng chính là con cháu của Tiêu Viêm nhé. Trong lúc ông đang đếm ngon lành thì bất ngờ giọng của báo ca đã vang lên, lão già à, ông đang đếm cái gì vậy? Nghe câu hỏi đó thì ông cũng hú hồn mà hỏi lại, ngươi là ai, vì sao lại tiến vào trong này được hả? Có phải ngươi đến đây vì bảo vật của ta hay không? He he, ông đừng có lo. Ta xin tự giới thiệu với ông, ta là con người và đi vào đây bằng đôi chân nhé. Trên hết là trong đời ta đây không thiếu cái gì nên không bao giờ bận tâm tới bảo bối của ông đâu. Nghe được câu trả lời mang đậm tính chọc chó của báo ca thì ông lão này cũng cay lắm. Nhưng dù có hơi cay thì ông cũng chưa định làm gì, vì ở nơi này có pháp trận của Kim Luân Đại Đế bố trí, nên người có thể vào được trong này hẳn là không đơn giản. Còn nếu không phải vì nguyên nhân đó thì rất có thể pháp trận phong ấn của nơi này đã bị mất hiệu lực. Và sau một phút 30 giây suy nghĩ thì ông ta đã đưa ra quyết định, thằng quỷ chùa này làm sao có thể là tồn tại cường đại được cơ chứ, nên chỉ còn một khả năng là phong ấn đã tơ tan mà thôi khi nghĩ tới đây thì ổng đã không thể nào kiềm chế được nữa và đã lao đi như một quả tên lửa vào thời khắc này tốc độ của ông ta đã lên tới cực hạn và dù cho minato có xuất hiện ở đây thì cũng không thể nào nhanh hơn được ông ta nhưng sự thật đã chứng minh cái gì nhanh quá cũng không tốt nên kết quả đợi chờ ông ta chính là lớp phong ấn hàng việt nam chất lượng cao và sau một tiếng á vang lên thì ông ta đã nằm một đống báo ca chứng kiến được cảnh này thì cũng đổ mồ hôi hột luôn từ trước tới nay mặc dù ta nổi tiếng chơi ngu nhưng ta chưa bao giờ chơi ngu tới mức độ đó nghe được những lời của báo ca thì ông đã khóc hu hu luôn rồi ôi chu cha má ơi rốt cuộc tới bao giờ ta mới có thể thoát ra khỏi nơi này hả ta không muốn bị giam cầm ở nơi này nữa ta muốn xem thỏ bảy màu ta muốn ăn bụng cá ba sa nếu không có những thứ đó thì cuộc sống này còn gì ý nghĩa nữa cơ chứ báo ca thấy ông ta điên tới như vậy thì cậu ta cũng liền gọi hệ thống lên để tra hỏi hệ thống à ngươi hãy sử dụng một lần thăm dò thiên cơ xem thử ông già dâu trước mặt này là ai và vì lẽ gì ổng lại bị nhốt ở đây hả hệ thống thấy báo ca bà tám tới vậy thì nó cũng sẵn lòng hồi đáp kính thưa túc chủ ông già dâu bên đó có tên gọi là tiêu trần và người giang hồ hay gọi ông ta là thiên ma lão tổ Ông là cường giả độ kiếp cảnh đã trải qua chín đạo thiên kiếp đồng thời cũng là một cửu cấp hồn tu vào 200 năm trước trong một lần chơi ngu thì đã đắc tội với đệ tử thân truyền đinh nghị của kim luân đại đế kết quả là bị phân thân của kim luân đại đế phong ấn ở nơi này không cho phi thăng không những thế kim luân đại đế còn phán ra một câu chắc nịch trừ khi ngươi chết ở đây chứ bằng không thì dù teo uda đại đế có xuất hiện cũng không cứu ngươi nổi báo ca nghe hệ thống nói tới đây thì cậu ta đã vô cùng khoái chí ha ha ông này là một hồn tu Vậy thì nếu ta lấy hồn linh cầu ra bại ra trước mặt ông ta chẳng phải là vô cùng hợp lý hay sao? Diệp báo thủ này đúng thật là giống với lời bài hát, anh ba truyền báo người ta, quanh năm suốt tháng anh không tha một người mà. Ông ta đã bị giam 200 năm cũng đủ khổ rồi vậy mà báo còn định tra tấn tâm lý của người ta nữa à? Và khi có quyết định đó thì báo ca đã không ngần ngại mà tiến lên nói, "Tiên bối à ngài là một hồn tu, vậy ngài có biết tới hồn linh cầu hay không hả?" Ha ha, ta đây không những biết hồn linh cầu mà trong tay ta còn có rất nhiều nữa đó. Nói xong ông liền lấy một viên hồn linh cầu to bằng trái nhãn đưa ra cho báo ca xem. Và khi báo ca thấy ông ta dám khoe mẽ trước mặt mình thì cậu ta đã lấy một viên hồn linh cầu to bằng trái dừa khô để đáp trả. Khi thấy được cái hồn linh cầu to tới như vậy thì Tiêu Trần cũng hú hồn chim én, "Ôi chu cha má ơi, trên Huyền Thiên Đại Lục làm sao lại có hồn linh cầu to tới như thế chứ? Nếu nhìn không kỹ ta còn tính đâu nó là trái dừa khô không đó." Trong lúc Tiêu Trần còn đang hú hồn với quả hồn linh cầu to trà bá thì ở bên này báo ca đã bắt đầu tạo nghiệp bằng cách ném hồn linh cầu xuống đất. Ông lão thấy được cảnh này thì đã hú hồn chim én và khi quả hồn linh cầu rớt xuống bể tăng thì ông lão tiêu trần đã không thể nào kiềm chế được nữa cái cờ mờ người thật chứ ngươi có biết hồn linh cầu nếu không được linh hồn lực bảo vệ thì nó sẽ rất dễ dàng bị vỡ hay không vì lẽ gì ngươi lại chơi ngu tới thế hả chẳng lẽ ngươi không biết quả hồn linh cầu to cỡ này có giá trị tới cỡ nào hay sao ha ha ta đây không cần biết cái hồn linh cầu này quý giá tới cỡ nào vì ta đây đã đắc tội với đệ tử đinh nghị của kim luân đại đến nên cũng không thể nào thoát ra ngoài được và cũng vì lẽ đó nên thay gì để những quả cầu này mai táng cùng ta thì ta quyết định lấy nó đi làm trò tiêu khiển Nghe được lời báo ca nói thì Tiêu Trần cũng dường như hiểu ra mọi chuyện. Thì ra ngươi đắc tội với đệ tử của Kim Luân Đại Đế, nên mới bị hình chiếu của ông ta bắt đưa vào trong đây à. Vậy là mọi chuyện đã sáng tỏ rồi, chứ người thường làm sao có thể vào trong này được. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cái tên đinh nghị này thật là chó. 200 năm trôi qua vậy mà vẫn chơi mất dạy như ngày nào, thậm chí còn chưa phi thăng thượng giới. Nếu như có cơ hội thoát ra khỏi nơi này, ta nhất định sẽ lấy mạng chó của hắn để xem như là thay chúng ta chút giận. Nhưng sau khi nói xong lời đó thì ông ta mới nhớ lại vấn đề chính lúc nãy ngươi vừa nói muốn sử dụng hồn linh cầu này để mang lại niềm vui là có ý gì hả ồ nếu tiền bối không biết thì để ta biểu diễn cho tiền bối xem tới lúc đó là ngài tự nhiên sẽ hiểu thôi ấy mà chém xong thì báo ca liền nhờ hệ thống lấy ra cái sân bóng rổ để cậu ta dạy cho ông ta biết thế nào là bại gia tử và để mở màn cho trò chơi ngu thì cậu ta cần có một miếng âm nhạc hệ thống nghe vậy thì nó liền mở bài hát người đến từ triều tiên cho báo ca nghe khi tất cả đã sẵn sàng thì báo ca đã không ngừng ngại mà cầm quả hồn linh cầu lao lên như một ngọn gió và trước khi ném dứt điểm thì cậu ta đã không quên nhắc nhở tiêu trần tiền bối hãy nhìn kỹ vào những gì tôi sắp sửa làm nha vì nếu ông phân tâm một chút là hối hận sẽ không kịp đó ông lão tiêu trần nghe được những lời này và thấy được những hành động của báo ca thì dù ông không hiểu cậu ta đang làm cái gì nhưng vẫn cảm thấy vô cùng hấp dẫn nếu có cơ hội ta cũng phải học theo nó mới được ha ha vậy là vài tập nữa là báo ca sẽ bắt đại đế về làm tạp dịch cho tông môn rồi anh em hãy chờ xem thử biểu hiện của lạc thiên tuyết và các trưởng lão sẽ hú hồn tới cỡ nào nhé